Vừa qua, đoàn công tác do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc trực tiếp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa dệt Hà Tây và tổng công ty May 10 nhằm tìm hiểu thực tế hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến tiếp tục phức tạp. Làm việc tại doanh nghiệp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết không chỉ muốn lắng nghe những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp dệt may, da giày dưới tác động của dịch COVID-19, từ đó nghiên cứu đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời và phù hợp, mà còn tìm hiểu nhận thức của doanh nghiệp về cơ hội và thách thức thị trường đến từ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA mới được Nghị viện châu Âu thông qua tháng 2 vừa qua. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp cho thấy quan điểm không bi quan trước dịch bệnh, bày tỏ sự tin tưởng vào các giải pháp của Chính phủ và Bộ Công Thương. Hai doanh nghiệp cũng khẳng định đang và sẽ bằng mọi cách tự cứu mình để cùng với sự hỗ trợ từ nhà nước có thể tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cơ hội thị trường, vượt qua sóng gió COVID-19. Đáng chú ý, các doanh nghiệp đều trông đợi vào việc EVFTA chính thức có hiệu lực, cho rằng đây sẽ là động lực lớn thúc đẩy sự phát triển trở lại của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hậu dịch bệnh. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh bày tỏ sự đánh giá cao về những nỗ lực chủ động của các doanh nghiệp dệt may, da giày thời gian qua, đặc biệt khi doanh nghiệp không vì lý do dịch bệnh mà buông tay, vẫn duy trì sản xuất kinh doanh đều đặn, song song với công tác phòng chống dịch, đảm bảo công ăn việc làm, đời sống cho người lao động. Về phía mình, ngay khi dịch COVID-19 xuất hiện, Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát, đánh giá tác động của dịch bệnh này tới các hoạt động kinh tế thương mại của Việt Nam và có báo cáo đánh giá tác động, đề xuất hướng xử lý gửi Thủ tướng Chính phủ và một số bộ ngành liên quan cùng phối hợp thực hiện. Đối với EVFTA, Bộ Công Thương đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ liên quan để trình Chính phủ và Quốc hội, cùng với đó cũng sẽ có kế hoạch thực thi hiệp định này một cách hiệu quả nhất, đảm bảo hướng đến độ phủ nhận thức trong toàn xã hội và gắn với tối ưu hóa lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp.